Sau buổi sáng tất cả mọi người, hôm nay là ngày 12 tây tháng 6, 2020. Đây là tin tức của đài Mỹ, đài CBS, The Morning News, NBC News, ABC News. Mình tên Lê Nguyễn, sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ đài Mỹ. Họ nói cái gì trên dịch đó ha. Đây là của đài, họ báo cho mình biết ngày hôm nay ở trên nước Mỹ đó, uh, ngay bây giờ đó, uh, mọi người cũng biết đó, uh, là ông Trump, ông sắp tới ở bên. Uh, Uh, Tucson, Arizona uh, vào tuần sau đó để ổng uh, nói chuyện này kia cái rally của ổng ở bên đó Thì uh, theo của đài họ báo cho mình biết ngày hôm nay ở bên anh uh, trên nước Mỹ đó Ở bên đó thì họ nói uh, là ở bên Tucson, Arizona vào thứ sáu tuần sau Đây là rất là quan trọng nha Đây là cái ngày lễ ở uh, về Free Slay uh, ở bên Arizona uh, đó hồi xưa tới giờ rồi chứ không phải là, là mới đây đâu nha à, họ nói cho biết á, thứ sáu tuần sau là cái ngày lễ à, kỷ niệm nó kim, à, kêu bằng cái tên đó là à, Junteen à, ngày lễ hàng năm đánh dấu cái sự mà à, chấm dứt của nô lệ à, ở bên nước mỹ thì hồi xưa đó Andy nhắc sơ lại chút xíu nha nếu ai mà à, biết rồi thôi ha. không biết là nó vậy, ở bên Arizona nè hồi xưa đó là ở bên đó rất là đông người à, ở bên đó cái khu nó kêu bằng khu nhà giàu của Mỹ đen ở bên đó đó rồi sau khi đó bị Mỹ trắng họ xúm lại họ mới đốt đi cái đám của một nhóm người Mỹ trắng họ lại họ đốt đi cái cái khu Mỹ đen này và chết cũng rất là nhiều người và sau khi đó thì kết cuộc là được free nô lệ không có còn nô lệ nữa ở bên đó cho nên mỗi hàng năm vào tháng 6 hàng năm thì họ có một cái lễ nó kêu bằng cái lễ mà chấm dứt nô lệ ở trên nước mỹ à, nằm ở bên arizona thì à, rất là lớn mình đó vào thứ sáu tuần sau là cái ngày đó mà cũng là vào thứ sáu tuần sau là cái ngày ông tổng thống donald trump ông đi qua arizona ông có cái rally bên đó thì à, đây là của đài họ báo cho mình biết về chuyện này ha thì we go from scheduled campaign rally hold deep significance especially at a moment when the nation is again confronting its long history of racial injustice. và trong lúc ông Trump mỏng đi qua bên đó vào thứ sáu tuần sau cũng là cái ngày mà uh, kêu bằng cái lễ ở bên đó thì mỗi năm mỗi cái lễ đó thì họ có uh, đi ra biểu tình rồi uh, này nọ này kia thì ông Trump tới đó ngay bây giờ trên nước Mỹ là nói về cái chuyện slay à, nô lệ rồi à, uh, I can breathe tôi thở không được rồi này kia đó chuyện uh, slay rồi kỳ thị này kia xảy ra rất là nhiều cho nên ngay bây giờ thì ông trông qua đó bây giờ không biết có phải là good time ông qua đó hay không Next Friday is an annual... uh, đây là cái Juneteenth annual mỗi năm đó là họ có cái uh, cái kiểu là uh, lễ này kia ở bên đó. the end of slavery in the u And Tulsa, Oklahoma, 99 years ago this month. 99 năm về trước ở bên uh, Tulsa, Oklahoma là cái chỗ bị người da trắng đã vô trong đó đốt ờ uh, cho bằng nhà đot cho bang này kia cháy, chết rất là nhiều người uh, da đen ở bên đó. Lúc đó xảy ra là 1921 ở bên uh, Tulsa, This Month witnessed what's described as the single worst incident of racial violence in American history. Và họ nói đây là cái chuyện tồi tệ nhất ở trên nước Mỹ xảy ra vào lúc đó trong lịch sử nói về mà uh, Mỹ đen, Mỹ trắng, kỳ thị này kia đó. A massacre recently portrayed in HBO's Watchmen. Thì uh, HBO họ mới làm lại cái phim uh, của cái này để mà nói cho mọi người lịch sử biết luôn đó. Historian Lonnie Bunch heads the Smithsonian Institution. They basically destroyed one of the most stable black communities in America. In the... theo cái uh, ông mà coi về cái chuyện lịch sử này kia đó, ông báo cho biết vào lúc đó uh, Mỹ trắng đã phá uh, hư một cái chỗ community đó là một chỗ community có rất là đông người Mỹ đen ở ở chỗ đó, mà đây là cái chỗ giàu có này kia luôn đó thì bị chuyện này rồi đó thì bắt đầu nó xuống luôn những người Mỹ đen ở bên Arizona là xuống luôn đó. Hồi xưa chỗ này họ kêu bằng Black Wall Street Là giống như mà The Big Apple Hiện tại ngay bây giờ vậy đó Là bên New York đó Thì đây là hồi xưa chỗ này là Giống như kinh tế thịnh vượng này kia Chỗ nhà giàu không à Của Mỹ Đen ở lúc đó Trong vòng 2 ngày thôi Rất là nhiều người uh, da trắng Đã tới đây quậy phá Đập rồi lốt này kia uh, Tiệm này bị cháy rồi cộng thêm nhà cửa cháy chết người nữa. Và họ nói ít nhất là 300 người đã bị chết về cái chuyện này, 300 người da đen đó. Even though these communities were trying to live up to the stated ideals of the country, that the country wasn't ready for them và near... yeah, họ nói trong lúc đó thì uh, Mỹ đen đó ở cái khu này giống như là uh, sẵn sàng giống như đâu ra đó làm ăn thịnh vượng này kia nhưng mà có cái nguyên tiểu bang trên nước Mỹ đó họ không có thích Mỹ đen giống như không có sẵn sàng cho những người Mỹ đen giống như nhập uh, vô trong nước Mỹ này kia nhiều cho nên lúc đó thì có chuyện gì xảy ra. Early a century later, archaeologists are investigating evidence of a possible mass grave site. Và hiện tại như bây giờ thì họ đang điều tra, họ coi ở bên Tulsa, El Zona, à, cái chỗ nào là cái chỗ mà chôn những cái người mà da đen đã từng chết đó. Và hiện tại như bây giờ ở bên Tulsa đó, El đang cũng gặp nhiều chuyện xảy ra nữa. À, và cái chuyện mới xảy ra đây nhất đó, là cái chuyện jaywalking hai người à, da đen hai đứa nhỏ đi bộ trên đường mà chỗ này vắng tanh không có ai chân đó. hai người cảnh sát một ba lại bắt mấy đứa nhỏ còng rồi đè xuống đất nói là à, tại tụi bay chơi walking có nghĩa là đi bộ trong cái chỗ mà cấm này kia đó nhưng mà ở ngoài đường này không có ai hết trơn đó giống như ở mỹ nó có nhiều chỗ đó nó kêu bằng à, xuống downtown này kia đó anh em mà xuống downtown này kia chơi À, trung tâm thành phố đó mình muốn băng ngang đường mình phải lợi như chỗ cái đường nó dẻ để băng qua chứ không phải muốn băng đâu băng đâu nếu mình băng qua cái chỗ mà họ không có dẻ cái đường đi đó thì họ kêu bằng chê walking thì họ có thể bắt mình ra số cảnh sát nó lợi nó kêu thôi giống như cẩn thận xe này kia đừng có băng như vậy lợi đằng kia kìa nhấn ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ nhấn nút rồi đi qua còn đây là trên cái chỗ này vắng tanh không có ai hết trơn đó nhưng mà mấy đứa nhỏ này không có chịu đi ở trên cái bờ thềm mà đi ở dưới À, gần cái đường dưới thì tự nhiên hai cảnh sát này nhào lại bắt nói là hai đứa nhỏ này chơi walking không có đi đúng lực lệ cho nên bắt vô tù. Đó. Ở đây là chuyện xảy ra hồi tuần rồi và tụi chính phủ bên đây họ nói họ đang điều tra coi chuyện này là chuyện như thế nào, tại sao xảy ra như vậy. Và hai người uh, trẻ, đây là hai người da đen bị cảnh sát Mỹ trắng đã bắt về chuyện này. Yeah, down an empty street, a second teen was handcuffed. The video blurred by police. Và cảnh sát uh, kêu bằng làm mờ đi, chứ không phải tụi đài làm mờ Because. And a Tulsa police official is drawing condemnation over his remarks about research on race and policing. Thì uh, liên tục nói như vậy, cho nên nhiều cái biểu tình nó mới đưa ra nhiều thêm nữa ở bên Arizona rồi uh, Tucson này nọ uh, tiếp tục uh, biểu tình. radio interview. All of their research says we're African Americans about 24% less than we probably ought to be based on the being committed. The cái đó là cái đài radio bên đó họ nói về cái chuyện này. Đó. Also, the police department says comments by Major Travis Yates do not align with its mission, values or policies. Đó thì uh, tụi cảnh sát họ cũng nhảy vô họ nói giống như cái chuyện mà người ta ý kiến này kia đó thì nó không có dính dám tới cảnh sát đó, thì cảnh sát họ đang điều tra về chuyện này. Yates says he was citing research, not offering his opinion, and that his comments were taken out of context. Bunch says this moment of national protest is a chance for Americans to. và dạ, đây là họ nói uh, hiện tại ngay bây giờ về cái biểu tình trên nước Mỹ đó uh, liên tục biểu tình như vậy thì có lẽ là cho một cơ hội để mà sửa cải cách lại cái về cảnh sát này kia cho nó tốt. tại ngay bây giờ đó uh, họ nói giống như cảnh sát giống nó có cái từ cho cảnh sát là kiểu giống như cảnh sát có một mớ là không có nói sự thật đó mỗi khi có chuyện xảy ra thì khi mà họ về họ viết là cái report đó thì họ không có viết sự thật đó thì đó là của đài họ báo cho biết vậy ha ok đó là của đài NBC News họ báo cho mình biết về chuyện này còn đây là của đài CBS This Morning News họ báo cho mình biết về coronavirus ngày hôm nay ở trên nước Mỹ nó như thế nào như thế nào và ngay bây giờ ha À, và họ nói cái cái số người ở trên nước Mỹ về coronavirus đó, nó đang tăng nha, chứ nó không có giảm đâu nha. Đây là của đài, họ bảo cho biết. Đây là cái map mà họ chiếu cho mình xem những chỗ hotspot ở trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ về coronavirus. Họ nói cái warning à, về cái coronavirus này thì nó vẫn còn tiếp tục, chứ nó không phải là hết đâu, it's still going on latest hot spots. And some hospitals seeing a jump in patients. One of those states seeing a spike is Florida. Victor Okendo. Và yeah, họ nói về nhà thương này kia số người bị nhiễm corona hiện tại như bây giờ nó đang tăng lên rất là nhiều. Và yeah, họ nói một trong những cái chỗ ngay bây giờ đang bị nhiễm tăng lên đó là ở bên Florida. Join us now from Miami Beach with more on that. Good morning, Victor. ở the... à, đây là bên Florida ở bên uh, Miami Beach, ngay bãi biển đó họ sẽ báo cho anh biết về chuyện này. Hiện tại ngày hôm nay nhiều tiểu bang trên nước Mỹ họ mở cửa trở lại, họ mở cửa nhiều hơn, họ mở cửa theo cái tính toán từ trước tới giờ đó, thì họ tiếp tục mở cửa. Và yeah, hiện tại ngay bây giờ những cái nhà nghiên cứu đó thì họ nói cho biết đó, là cái số người bị nhiễm coronavirus đó, sắp tới nó kêu bằng second wave cái sóng thứ nhì bắt đầu xảy ra ở trên nước Mỹ. One Theo một trong những người nghiên cứu ở bên trường Harvard trường đại học Harvard đó thì họ nói cho biết là khoảng chừng 200.000 người sẽ chết uh, chào... trong vài tháng nữa thôi. Và họ nói vào tháng 9 á, thì cái số người sẽ chết cho tới 200.000 người. À, đây là ông Doctor, ông nói nếu mà chúng ta không có làm tốt gì chuyện này thì có rất là nhiều người sẽ bị chết. Florida is among the 20 states seeing an increase in cases. Hiện tại ngay giờ bên Florida là một trong hai chục tiểu bang ở trên nước Mỹ đang bị uh, nhiễm corona và đang tăng. And và họ nói uh, tụi uh, expert về health, sức khỏe đó, thì họ nói uh, chính giám tới là uh, không đeo khẩu trang, rồi uh, không có social distance, nó uh, vậy. ...behind the spike, and despite seeing the state's highest increase in cases so far, Florida Governor Ron DeSantis says schools will be open this fall và theo ở bên Florida họ báo cho biết vào cái mùa kế tiếp này á mùa đi học đó vào tháng 9 á mùa fall đó thì họ nói là mùa thu đó thì họ nói vẫn mở cửa lại đi học như, như bình thường. Expert, và họ nói trường học sẽ mở cửa trở lại này kia vào đúng tháng 9 này tháng 8 ngày 15 tây đó thường mỗi năm là cái mùa học là vào lúc đó telling us reopening schools is possible but may face challenges when it comes to preventative measures. Đó thì họ nói trường học có lẽ là họ set up kiểu như vậy đó, mỗi học sinh ngồi ngồi kiểu như vậy ểu như vậy maybe if done very properly and if we all including the children take personal responsibilities and we can come up with solutions as long as we bear in mind where the risks are Đây là cái bà doctor bà nói cho biết giới tỷ như chúng ta phải để ý tới chuyện này cho những đứa nhỏ này kia cũng để ý tới thì có lẽ là giúp đỡ rất là nhiều ngay bây giờ nó như thế nào and how to keep those risks to a minimum Già Since... yeah, giống như chúng ta phải keep cái uh, risk Uh, lây nhiễm này kia đó nó càng thấp xuống càng tốt in Từ ngày lễ Memorial Day ở bên Texas tính tới ngày hôm nay thì nó tăng lên khoảng chừng 36% ở trong nhà thương này kia đó I'm that we may be a... Đây là bà thống đốc ở Houston thì bà nói về chuyện này the precipice of a disaster. Cả bà nói chúng ta phải cẩn thận hiện tại ngay bây giờ về coronavirus này kia, đừng có cho nó dẫn tới cái mà giống như đại dịch, giống như dữ tận nữa thì không có thể nào làm gì được. <laughs> Whenever this first started, happening and started opening back up. We wore a mask everywhere. But I think as the weeks went on, we kind of just like laid off from it thì đây là ông sơ trình của trong nhà thương này kia đó ông nói giống như uh, khi bắt đầu mở cửa cho lời chúng tôi rất là cẩn thận đâu lo đó, đó đeo khẩu trang này kia uh, nhưng mà càng ngày thì ông thấy càng nhiều người giống như không còn để ý tới cái chuyện coronavirus nữa không đeo khẩu trang này kia cho nên mấy chuyện bị lây nhiễm đang tăng And in Kansas, officials now reporting that a second person has tested positive for COVID-19 after this large Memorial Day pool party at the lake of the Ozarks. Đây là cái lake của Ozarks đó, uh, có người đi tới đây chơi và cũng uh, test siêu uh, coronavirus đã uh, được uh, báo cho biết là đã bị trúng coronavirus rồi. Ok, đó là của đài ABC News, họ báo cho mình uh, là họ feel fast, đợi đài họ quảng cáo ha. Trong lúc này Andy đọc coi uh, mọi người viết gì và có ai hỏi ở tiểu bang nào để Andy ghi xuống luôn nha. À xin chân viết xuống chào buổi sáng Andy chào buổi sáng Xuyến chân nha. Sakura viết xuống uh... ai Andy chúc uh, Andy ngày mới nhiều niềm vui và hy vọng hôm nay được nghe tin tốt từ Andy. I hope so too. <laughs> I hope so nha. À uh, uh, thanks Andy cái đó là À, của Jenny uh, uh, viết nha. Uh, Sakura viết giết xuống chào Andy chúc sức khỏe ha. Ok. À um, on real Fast thì như những gì Andy hồi nãy đã đọc rồi đó. will viết à à viết xuống cảm ơn Andy uh, đã trả lời câu hỏi của em sáng qua. Chúc Andy và gia đình ngày mới nhiều niềm vui. À uh, không có gì nha. Chào buổi sáng uh, Thuy luôn ha. Uh, happy weekend nha. À, Nguyên Nguyên viết xuống chào Andy chúc sức khỏe nha tặng Andy à, một like nè cảm ơn Nguyên Nguyên nha chào buổi sáng. Ok uh, cái người viết uh, Chinese something Korea I don't know can read it à, viết xuống là cảm ơn uh, em cho biết tin tức chúc em một ngày mới vui vẻ à, cảm ơn nha chào buổi sáng uh, uh, no name, <laughs> nameless nha tên đó Andy không biết đọc gì đó. Uh, Henry Nguyễn viết xuống là Good morning uh, Andy and everyone chào buổi sáng nha. Uh, Henry viết thêm là Good mic, sound clear, Ok, cool, yes. Yeah. Uh, sẵn đây uh, nhắc lại luôn nha quảng cáo mai nha. <laughs> Sau khi cái live stream ngày hôm nay đó, uh, Andy sẽ post cho mọi người xem cái mic mà Andy mua ngày hôm uh, mấy ngày trước nó mới vừa về ngày tối hôm qua đó, cho nên Andy uh, uh, unbox sẵn cho mọi người xem luôn. Nếu ai muốn xem thì có thể cộng uh, Cái uh, channel mà cuộc sống Mỹ Ở Dallas vô á, Thì một chút nữa sau khi cái livestream rồi Thì Andy sẽ edit cái video đó Và post lên cho mọi người xem uh, Ở bên cuộc sống Mỹ Dallas á, các ai muốn xem có thể qua đó xem ha Thì Andy mới mua cái uh, Cái đồ mà cái cái arm đó Cái cái cái, cái tay đó cũng cool lắm Để uh, gắn vô Hy vọng là cái lo này nó tốt để mà xài uh, Cứ đổi tới đổi lui hoài phiền quá Rồi so, uh, cái lo cũng lần rồi Andy nói là mua lo có người nói Andy sao không mua cái Cherry uh, 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 cái lo đó cái, cái speaker chứ không phải cái lo nha cái microphone đó thì sao không mua Cherry Andy đã mua Cherry rồi uh, đã mua hết uh, hai cái rồi xài rồi nó bị hư lên hư xuống bây giờ là đổi là cái mic pro uh, cái cái loại mới đó uh, nói chung không phải mới nhưng mà mới mua thôi nó cũng cái, cái hiệu này rất là nổi tiếng về làm livestream này nọ thì cái cái của Cherry cũng nổi tiếng lắm nhưng mà vẫn hư so who know. Hy vọng cái này nó last long rồi nha. À, Quang Sư Nguyễn viết xuống chào Andy và các bạn chúc mừng Andy được 10.000 subscribe. Oh really? Wow. I didn't know that. <laughs> cảm ơn Quang nha. This is cool. Lên, lên yes. à, uh, cảm ơn tất cả anh, anh, em đã ủng hộ nha. Đã lên uh, 10.000 uh, uh, subscribe rồi. That's cool. I didn't know about that. I, I didn't check them. Whatever it come, it come, right? Cảm ơn Quang nha. Chào uh, Happy uh, Weekend luôn nha. Hôm nay thứ sáu rồi. Uh, mạnh uh, Nguyễn viết xuống uh, Corona ở Việt Nam đã hết rồi Andy. Uh, chúc cả nhà Andy được mạnh khỏe nha. 23 giờ rồi. I see. Yes. Bây giờ là ở Việt Nam là 11 giờ đêm rồi. Ở Mỹ là 11 giờ uh, sáng ha. Chào buổi sáng uh, Mạnh Nguyễn nha. Mạnh Nguyễn nói là Việt Nam hết khô nè. Ask cool. Uh, Nguyễn Thuy viết xuống chào buổi sáng. Good morning nha. Nam Nguyễn viết xuống uh, chào buổi sáng Andy chúc Andy và mọi người một ngày bình an. Chào buổi sáng Nam ha. Uh, Lợi Thiêu viết xuống hai chào buổi sáng luôn nha. Ok, đây là của Đài họ chiếu cho mình xem về cái chuyện xảy ra ở trên nước Mỹ ờ uh, ngay bây giờ đó họ nói cho biết là cái coronavirus nó sẽ kế tiếp nó sẽ như thế nào như thế nào ra à, sao ra sao đây là của đài ABC News họ báo cho biết gì we go. Lost by September. The country crossing another staggering milestone now with more. Than ở đây là họ nói cái số người mà bị chết ở trên nước Mỹ là khoảng hai trăm rồi đó, hơn million reported cases of the virus. More than 113,000 American lives lost already. Và yeah, họ nói, ồ, oh, ở nước Mỹ chết khoảng chừng 113.000 thôi. Còn cái người bị nhiễm đó là khoảng chu miêu dành người. 2 triệu người đã bị nhiễm, còn chết là chỉ có 113 thôi nha. Chứ không phải 200. 113 ổn lì. Và họ nói ở trên nước Mỹ cái số người bị nhiễm thì càng ngày càng tăng thêm. Và yeah, đây là họ nói giống như giống nãy ông Doctor kia ông cũng nói là À, tính cho tới cái mùa uh, fall, cái mùa thu kế tiếp đó, là cái số người bị nhiễm và chết về coronavirus nó sẽ tăng lên khoảng chừng 200.000 người. Và họ nói cho biết là ở Arizona trong vòng 2 tuần rồi cái số người bị nhiễm càng ngày càng tăng, cả luôn Texas cũng tăng lên và hiện tại ngay bây giờ về kinh tế của nước Mỹ nó cũng đang bị xuống ngay bây giờ và khoảng chừng 1800 điểm uh, John go down và họ nói hiện tại ngay bây giờ cũng ảnh hưởng cho tới những cơ cơ sở làm ăn ở trên nước Mỹ rồi người sống trên nước Mỹ nữa và họ cũng nói luôn là có nhiều công an việc làm nó không sẽ trả lại như trước sẽ mất luôn. Tonight a dire prediction. The coronavirus could kill 200,000 Americans by September. The already topping 113,000 Hiện tại bây giờ họ báo cho biết là cái số người chết ở trên nước Mỹ hơn 113.000. We opened up when the case levels were still quite high. we did not have enough testing in most states, so we're và yeah, theo ông oh, oh, Dr. nói cho biết là ngay bây giờ ở trên nước Mỹ đó chưa có hết tất cả những cái chỗ mà có để mà test coronavirus. Hiện tại thì chúng ta phải trả cái giá đó. Chúng ta mở cửa trả lời rồi thì không có chịu mà social listen này kia thì phải trả cái giá này. Và họ nói với tỷ như mỡ, trả lời mà không có đâu ra đó, không có làm theo này nọ, thì chúng ta sẽ trả một cái giá là chết người nhiều thêm nữa. Và theo ông Doctor, ông nói hiện tại như bây giờ nếu mà không có làm đâu ra đó thì cái tương lai nó nhìn không có tốt. Đó. President Trump saying that startling number would be a sign the administration's response has been effective. We have between 100 and 200,000. Thì đó là ông Trump ông nói từ đây cho tới mùa 4 đó, có lẽ là chết gần cũng là 200.000 người, thì đó là vậy. Và in đây là cái những cái chỗ mà ở Mỹ mà bị uh, coronavirus uh, ngay bây giờ đó, nó đang đỏ lên trên đó, từ uh, Washington, rồi uh, Oregon, California, Nevada, rồi uh, Arizona. Rồi cả luôn Texas, rồi này kia nó bị đó, North Carolina, South Carolina, Florida cũng bị, Tennessee, Kentucky cũng bị luôn đó, về coronavirus tăng lên đó. Và ở bên Texas mới vừa thứ tư vừa qua đó, cái số người bị nhiễm coronavirus nó tăng lên là 2.504 người, từ trước giờ không có bị nhiều vậy, trong vòng một ngày. Và dạ, hiện tại thì Houston họ cũng báo cho biết là cái uh, loại uh, nó kêu bằng Red Alert System về con Covid-19 đã cảnh báo ở Houston ngay bây giờ. Và the the Arizona... dạ, theo uh, cái của về coi về DG đó, họ báo cho biết có lẽ là Houston Texas đã đi bắt đầu tới cấp tới cái đỉnh cao nhất người bị nhiễm coronavirus giống như trong mỗi ngày đó. Ở Arizona, họ cũng nói cho biết là số người bị nhiễm coronavirus nó tăng lên gấp đôi. Hồi lúc tháng 5 thì là 628 người mỗi ngày. À, này kia Rồi vào lúc tháng 6 đây đó là uh, mỗi ngày nó tăng lên là 1.296 người. Hiện tại ngay giờ mấy cái giường mà ICU đó bắt đầu đầy ở bên Arizona. Và về ở bên Florida thì cái số người bị nhiễm coronavirus bên đó đó càng ngày nó cũng càng nhiều và tính tới ngay bây giờ thì mỗi ngày đó là có 1.698 người bị nhiễm coronavirus bên đó. Và hiện tại ngay bây giờ đó cũng có nhiều tiểu bang họ không có chịu đóng cửa trở lại Chế tỷ như nặng thêm, nhưng mà cũng có nhiều tiểu bang họ nói là họ có thể đóng cửa đó. Right so to... Đây là ở bên Arkansas, đó, họ nói là họ make the right decision, họ đã mở cửa trả lời này kia ở bên đó. Disney... Đã làm mở cửa trả lời như vậy thì để cho cuộc sống trả lời như trước giống như làm ăn này kia đó. Và hiện tại ngay bây giờ đó, về kinh tế nước Mỹ thì cũng có rất là nhiều chỗ họ go đóng cửa luôn, họ không có mở cửa trả lời, cho nên uh, out job, không có công ăn việc làm đó. Hiện tại ngày hôm nay về cái kinh tế nước Mỹ là nó xuống uh, 1,800 points. Let's get to Kayleigh because there was one more point on this today on the economy, the David Federal Reserve, Chairman Jerome Powell says... Wow, tụi uh, tụi ấy nó cũng báo luôn ngay bây giờ là về cái số tiền này kia đó, uh, giúp đỡ này kia đó, nó cũng gôn down đó. Nói chung là everything economic của Mỹ bây giờ nó đang gôn down right now. Nó đang đi xuống nha, uh, gôn down right now. Wow, this is bad right now. À, Thanh Trân viết xuống, uh, chào Andy, nhiều sức khỏe, cuối tuần vui vẻ cho Andy. Uh, hai like nha. <laughs> Cảm ơn Thanh Trần nha. Phớp Việt viết xuống chúc Andy và cả nhà ngày thứ sáu bình an. Good morning nha. Chào buổi sáng luôn nha. Oh, this is của đài Họ Chiếu Sơ cho mình xem đó về cái chuyện mà xảy ra ở trên nước Mỹ nha. Của đài NBC News họ báo cho mình biết về chuyện này và yeah, that... yeah, cái ông mà đi chung với ông tổng thống Donald Trump, ông uh, một trong những ông sếp của lính đó, thì uh, hiện tại ngày hôm nay thì uh, ông nói là xin lỗi về cái chuyện xảy ra uh, về cái bữa mà ông đi chung với ông tổng thống Donald Trump ở tòa bạch ốc đi qua. À, bên cái chỗ nhà thờ để chụp hình đó thì à, lúc đó thì à, ông Trump ông kêu cảnh sát à, chọi à, những cái khối cai này kia vô người ta biểu tình phải bỏ chạy tùm lum what... ở đó là ngay chỗ à, tòa nhà đất ở ngoài White House đó, à, thì à, chọi à, khối cai rồi người ta bỏ chạy lúc đó người ta biểu tình peaceful không có quậy phá gì cả, đứng biểu tình thôi, thì đã bị trội khối cai. Learned, also... Và ông General, ông sếp của lính thì ông, chút xíu là ông từ chức rồi về cái chuyện này, tại vì ông thấy, ông đứng lên đài, ông mới nói ông xin lỗi, cái chuyện đó đã xảy ra với người dân. So Street, Và cả luôn về Wall Street, à, về khẩu phiếu này kia, ngay bây giờ thì nó đang xuống, luôn. Và yeah, ngay bây giờ cũng đang lo ngại về cái chuyện bị COVID-19 thiên uh, second wave, cái sóng thứ hai À, về uh, bị COVID-19 ở Mỹ. Tonight, Plus, và ngay bây giờ cũng có nhiều chỗ mở cửa và cũng có nhiều chỗ đóng cửa. Và cũng ngày uh, hôm nay họ sẽ báo cho mình biết uh, thêm chi tiết về cái chuyện mà vaccine, uh, thuốc uh, giải này kia của coronavirus uh, uh, khi nào có sớm nhất đó là họ ngày hôm nay tất cả đài mà họ chiếu về cái chuyện mà mẫu xẻ này kia đó, đó là cái chuyện của, của một người đã bị con việc thiên và cái phổi bị hư phải cần uh, thay cái phổi mới. The và cũng ngày hôm nay họ báo cho biết là ông tổng thống Donald Trump muốn tới bên Tulsa, uh, bên Arizona để mà ở cái rally bên đó thì bên đó cũng là một cái chỗ mà hồi nãy đài họ cũng nói cho biết á, là bên đó là hồi xưa đó là về cái chuyện mà Mỹ đen ở bên đó bị Mỹ trắng lại đốt nhà rồi trái tùm lum ta la hết thì tới ấy ngày hôm nay thì mỗi năm nó đều có một cái lễ nó kêu bằng cái lễ mà free nô no lệ không có còn nô no lệ nữa ở trên nước Mỹ đó là ở bên Tucson, Arizona of racial violence in American history occurred. Police there just today releasing body cam. Cả cũng uh, họ nói về cái chuyện mà cái body cam uh, của cảnh sát bắt hai người đi bộ đó, hai người uh, con nít nhỏ đi bộ bị bắt đó. Of officers aggressively detaining black teens. alleged crime jaywalking. The trouble... Cả hai người đó bị là bị về cái chuyện là chơi đi bộ rồi bị bắt và yeah, đây là tới ngày hôm nay thì họ đặt ra cái cái tên cái tên mà của về cảnh sát giống như những gì mà cảnh sát thâu ở trong phim hoặc người ta thâu lại người ta thấy người ta chiếu lên cho mình xem nó khác với những gì mà cảnh sát ghi ở trong kêu bằng cái cái hồ sơ đó ghi lại cho nên nó có cái từ nó kêu bằng testing uh, test align có nghĩa là nói xạo đó kêu bằng uh, giết xuống mà giết xạo thôi What the video shows. Even a name for it. à, kêu bằng test align uh, là nói xạo đó À, đây là cái người mà nằm mà bị coronavirus đã nằm đó chờ thở ở gần 7 tuần rồi ngay bây giờ thì mới được hết bệnh để đi về đó. 7 tuần nha 7 tuần nằm đó đó Ok đó là của đài NBC họ sẽ chiếu hết tất cả những chuyện đó cho mình biết đây là họ đầu tiên họ báo cho mình biết về cái Oh, on, quảng cáo nha. Trời <laughs> ơi, quảng cáo cái rồi <laughs> mới được là chút xíu nha. À, trong lúc họ quảng cáo Andy à, sẽ xem coi à, đọc được những gì mọi người viết á để có gì Andy check coi à, tiểu bang nào hỏi đi trả lời chung nha. À, Perfect nail viết xuống à, chúc à, anh và cả nhà thứ sáu bình an chậu sáng à, Perfect nail nha. À, Thanh Phan viết xuống à, chào Andy nhiều sức khỏe và cuối tuần vui vẻ cho anh Highline nè. Ok cảm ơn à, Thanh Trần nha, Thanh Trần. À, Thanh Uh, Thanh Thảo, uh, Thảo Thanh viết xuống chúc Andy uh, và gia đình ngày mới an lành nha, cảm ơn uh, Thảo Thanh nha, chào buổi sáng uh, bang Nguyễn uh, viết xuống là Andy cho hỏi bang Washington, cảm ơn ok, Andy ghi xuống nha chút xíu là Andy uh, check chung lượt một nha ok, bang Thanh Washington I got it in right now Nguyễn Văn viết xuống chào Andy và mọi người nha. Khi nước Mỹ mới có 40.000 người chết vì Covid. À, CDC Hoa Kỳ chủ báo nước Mỹ sẽ có từ 140.000 đến 200.000 người chết. Mình còn nghĩ là hoang tưởng. Vậy mà giờ đây đã đã ra sự thật Yeah, ngay bây giờ đã 110 rồi phải không? Uh, more I don't know, the more people die nhìn thấy cũng ớn lắm, very scary Coronavirus vẫn còn nha, mọi người nên nhớ kỹ là coronavirus vẫn còn chứ không phải là hết Ở trên nước Mỹ, ở này là ở trên nước Mỹ thôi nha, mỗi nước khác nhau So this is uh, in Mỹ only, uh, vẫn còn nha chứ không phải là hết Cho nên ai ở trên nước Mỹ phải cẩn thận đó ngay bây giờ mà họ đưa ra, họ nói càng tăng lên rồi còn chưa kể là có thể bị đóng cửa trả lời nữa. So a lot of stuff happen nha. Chút xíu nữa Andy sẽ check chung cho mọi người á. Um, Dũng Trần viết xuống. Anh Andy cho hỏi tình hình của, um, Colorado ngày hôm nay uh, về coronavirus. Uh, có nhiều anh? Ok, chút Andy check nha. Andy ghi xuống uh, trong cái... Uh, cái giấy ha, ghi vô cái này sẵn rồi một chút xíu là đi check chung uh, nha. On wheel fast, 17 down, Colorado. Hy vọng là everything will get better soon. Chứ uh, vào tới uh, tháng 9 này kia đó, mùa thu rồi này nọ đó, sắp tới đó, uh, it's gonna be more scary với tỷ như coronavirus mà còn là còn nặng nữa. Ok, đây là của đài NBC, họ báo cho mình biết về cái chuyện mà ông General mà dính dám tới uh, ông tổng thống Donald Trump đi qua bên cái nhà thờ kế bên để chụp cái hình mà dơ cái cuốn sách lên á, uh, cuốn Bible lên á uh, cái hình đó mọi người nhìn thấy trên social media rất là nhiều đó. Thì uh, đây là nói gì vậy? <laughs> và họ nói giống như cái một trong những ông general đó, đó thì ông nói về cái chuyện này giống như ông xin lỗi về cái chuyện mà ông đã đi chung với ông tổng thống Donald Trump đi qua bên kia. Of... Và họ nói ngày hôm nay lại thêm một người nữa giống như uh, cách nói chuyện khác này kia với ông Trump đó về cái uh, chuyện này. Staff, Milley, period... Đó là ông. Uh lệnh sát á, ông đó là nằm trong quân đội mà ông đi chung với ông tổng thống Donald Trump từ tòa bạch ốc đi qua bên kia để chụp cái hình đó. và sau khi đó thì ông Trump qua tới đây, ông chụp một cái hình vậy thôi. thì các ông, ah uh, uh, Colonel này đó, thì ông giống như ông xin lỗi này kia về chuyện này. Và yeah, ông nói mọi người thấy những hình ảnh ông đi chung với ông Tổng thống Donald Trump hồi tuần rồi đi qua bên đó thì nó đưa ra cái chuyện mà debate rất là nhiều uh, ở trên uh, nước Mỹ. Nói về cái chuyện mà lính này kia uh, về đối xử với người dân này kia uh, thì uh, đây là chuyện không có nên xảy ra như vậy. Ông không có nên đi chung mà để đi qua đó ông Trump chỉ chụp cái hình này kia. Not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. Và yeah, đây là ông nói ở trong lúc ông có ở đó thì nó nó đứng ra cũng như là nói về cái chuyện mà lính chán này kia đó, ông là Colonel trong về lính thôi, không dính dám tới chính trị. Nhưng mà ổng đi chung như vậy thì giống như mà ổng đại diện cho lính thì cái này là không có đúng. As a commissioned uniformed officer, it was a mistake But ông nói đây là cái mistake cái sự lỗi lầm của ổng đã bận đồ lính và đã đi chung với cái chuyện này trong lúc đó ông Trump đi quanh kia để chụp tấm hình và ổng nói đây là ổng đã làm sai thì ổng giống như học hỏi từ cái chuyện này và tất cả mọi người giống như ai làm sai gì đó thì học hỏi về nhiều cái chuyện mình sai để làm cho tốt và ông này ổng rất là upset, rất là bực mình về chuyện này thì ổng định là xin từ chức luôn đó. ...Defense officials tell NBC News. Meanwhile, last week, Defense Secretary Mark Esper tried to distance himself. And former Defense Secretary James Mattis said he was appalled. President Trump not... Đó thì ngay bây giờ có người, nhiều người tay trái tay phải của ông Trump giống như không có đồng ý những gì ông Trump ông đang làm hổng rài đó về cái chuyện mà biểu tình này kia. ...answering questions about the matter today. Your reaction familiar? Và cả luôn ngày hôm nay à, về những cái người lính này kia ở trên nước Mỹ, nhiều cái base khác nhau đó, họ nói là có lẽ là họ đổi những cái tên của những cái trại lính này kia, huấn luyện lính này kia đó, thì uh, ông Trump, ông nói là ông không có thay đổi. Thì uh, làm nhiều người xếp ở những cái khu đó họ không đồng ý cho lắm. Tại vì những cái tên này là toàn là tượng trưng cho về những cái người mà dính dám tới Slay thôi. Những người uh, giống như làm xếp của nô lệ hồi xưa đó, này kia đó. Thì nó không tốt cho lắm với cái thời đại như bây giờ và yeah, ông Trump, ông cũng bỏ lên trên Twitter, ông nói với tỷ như mà những cái người mà không có uh, deny đó, không uh, không có chấp nhận cái chuyện sự thật xảy ra hồi xưa về lịch sử thì giống như là không tốt. Hill, the bases, the ở uh, bên uh, tòa bạch ốc đó hoặc là ở những cái chỗ ở nước Mỹ những chỗ lớn đó thì trong chính phủ họ đồng ý về cái chuyện mà thay đổi cái tên của những cái chỗ cái bay bà Nancy bà cũng đồng ý về chuyện này đó. thì bà Nancy bà nói cho biết là người dân sống trên nước Mỹ cũng hiểu rõ là những cái tên như vậy đó cần phải thay đổi thay đổi cái tên khác những cái tên này đó là toàn là đại diện cho Mỹ trắng thôi, và những cái tên này giống như nói là Mỹ trắng là số 1 này kia đó thì nó không phải là tốt nữa trong cái thời đại này ở trên nước Mỹ. Like và họ nói đây là cái chuyện xảy ra bà Nancy bà nói đây là chuyện xảy ra cả trăm năm về trước rồi từ hồi World War II tới bây giờ. And then you have the president make a case as to why a base should be named for them. He seems to be the only person left và yeah, theo bà nói hiện tại như bây giờ ông tổng thống Donald Trump là uh, hình như có một mình ổng thôi là ổng không có đồng ý chuyện này thôi. Đa số là ai cũng đồng ý để mà uh, bỏ hết trơn á. The, the, the pandemic Và yeah, theo ông tổng thống Donald Trump ông nói cho biết là vào thứ sáu tuần sau ông sẽ có cái rally uh, ở bên uh, Tulsa, Oklahoma. But June 19th is Juneteenth in và yeah, June 19 đó uh, là uh, June ngày 19 đó, uh, tháng 6 ngày 19 tây đó uh, nó nó có cái tên nó là June 10 thì cái ngày đó là cái ngày mà Presley là ở trên nước Mỹ không còn nô lệ nữa cho nên uh, nó nó trái trái nó như vậy đó annual holiday commemorating the end of slavery in the US and celebrate Thì uh, cái ngày June uh, đó uh, thì cũng là tháng 6 ngày 19 tây đó uh, là đại diện cho về Mỹ đen là không còn nô lệ nữa trên nước Mỹ hồi lúc trước. là cái ngày nó kêu bằng independent Day của dân da đen vào thời đó. À cái đây là chuyện xảy ra 99 năm về trước uh, chuyện mà đốt này kia uh, Mỹ trắng đã tận lại cái khu của uh, Ờ, Mỹ Đen ở rồi lúc trước rồi, đốt đi. At... Và đây là cái chuyện mà rất là xấu về cái chuyện kỳ thị xảy ra vào lúc đó. Rallies, president... Ok, đó là của ông Trump. Ông nói ông sẽ làm như vậy như vậy đó. À, kế tiếp, ông sẽ đi tới bên đó. Nhưng mà ngay bây giờ, nhiều người không có đồng ý lắm. Tại vì tới đó rồi, sẽ bị như thế nào như thế nào nữa. Tại vì... Uh, ở bên đó người ta đang cho uh, bằng uh, chống đối lại đó thì uh, nó nó xảy ra nhiều chuyện nha. Ok còn đây là của Đài họ báo thêm cho anh cho biết về kinh tế ở trên nước Mỹ ngày hôm nay nó như thế nào. Hold on will à, Kinh tế Mỹ xuống rồi core và tùm lum hết i don't know quá ngon của Đài NBC News họ báo cho biết right nha. White House. Thank you the other crises rocking the nation. Và họ nói hiện tại về biểu tình về của anh Chốt này kia cũng ảnh hưởng rất là lớn ở trên nước Mỹ mà thêm một cái nữa ảnh hưởng đó là stock, khẩu phiếu trên nước Mỹ. Và cũng đang lo ngại về cái chuyện mà Covid-19 cho nên kinh tế ở nước Mỹ nhất là stock này kia nó bị ảnh hưởng về chuyện này. Than 1800 point, it's big. Và cái uh, stock nó xuống là khoảng chừng uh, uh, 1800 point đó. Ở what... đây là nó drop xuống nặng trong vòng 3 tháng. Đó. Và cái um... uh, stock nó xuống là khoảng chừng vào uh, tuần rồi thì uh, họ nói cái uh, số người mà xin tiền thất nghiệp uh, là nó như vậy đó thì uh, uh, 1 rưỡi biểu dành người xin tiền thất nghiệp đó. Since the began. Tính từ ngày bị coronavirus ở trên nước Mỹ tới ngày hôm nay là 43 biểu dành người tổng trên nước Mỹ 43 triệu người đó đang xin tiền thất nghiệp. That is major in COVID. Và hiện tại ngay bây giờ về cái chuyện relax, uh, restriction này kia COVID-19 đó, người ta cũng đang lo ngại. Và ngày hôm nay là có 15 tiểu bang ở trên nước Mỹ đang tăng về coronavirus. Trong vòng một tuần thôi là đã tăng lên 25%. Tonight growing concerns in Ở cái chỗ hiện tại ngay bây giờ họ đang lo ngại nhất đó là ở bên Arizona, ở bên Phoenix Arizona, à, chỗ này là bị COVID-19 tăng tăng ngay bây giờ Dạ bên đây 93% số người bị nhiễm tăng lên Theo bà doctor này bà báo cho biết Bác sĩ bà nói ngay bây giờ số người nhiễm càng ngày thấy càng tăng Và cũng đang làm khó khăn cho trong nhà thương này kia This and other hospitals could soon reach ICU capacity. và họ báo cho biết là cái warning kế tiếp là nhiều cái nhà thương ở trên nước mỹ giống như bên arizona này nọ ở dọc bên đó nó sẽ trở thành rất là đông người ở trong đó hết chỗ chứa và nhiều khi họ không có thể chữa được những cái người nào bệnh nặng thiệt là nặng nhiều khi vô cũng không chữa được tại vì nó đầy rồi làm sao mà chữa. Và hiện tại ngày hôm nay liên tiếp 3 ngày bên Texas coronavirus và tăng tăng lên. Và cũng có nhiều cái uh, ở dưới Austin á, ông Mayor dưới Austin á là uh, cũng ở Texas mà ở thành phố Austin thì ông nói có lẽ là ổng uh, kêu người ta ở nhà thêm cho tới uh, tháng 6 uh, ngày 15 tây mới mở cửa. To expire next week, starting... Tại vì họ nói là tháng 6 ngày 15 tây là hết hạn đó, ổng nói ông có thể là kéo dài thêm nữa, cho nên ngày mở cửa tháng 6 15 tây thì kế tiếp nó như thế nào như thế nào. Tomorrow, ở trên nước Mỹ à, vào, vào ngày hôm nay thì họ nói có thể tăng lên, nhiều cái nhà hàng có thể tăng lên từ 50% cho tới 75% chỗ người chứa trong nhà hàng đó. To Hiện tại nghe bây giờ họ nói là đeo khẩu trang nó giúp đỡ về cái coronavirus rất là nhiều. Tonight, the governor... À giúp đỡ là không có bị lây nhiều đó. Seen ở bên Elson nè, đây là cái ông này, ông chuyên môn lên đảo nói chuyện mà đa số không đeo khẩu trang. Hiện tại ngay bây giờ đó số người nhiễm càng ngày càng nhiều, cho nên phải cần test càng ngày càng nhiều thêm nữa. To what our situation. Thì à, đây là ông governor bên đây thì ông nói với tỷ như chúng ta test liên tục ở bên Arizona càng nhiều thêm nữa thì chúng ta sẽ biết thêm những người bệnh như thế nào như thế nào. Và ngay bây giờ họ đang lo ngại là cái nhà thương này kia bên Arizona bắt đầu hết chỗ đó. Experts link the surge to the on Memorial Day đây là tụi uh, chuyên môn nghiên cứu cái nhóm nghiên cứu nha cái nhóm nghiên cứu thì họ nói cho biết là à, nó dính dám tới cái chuyện là của cái ngày lễ mà mồi đây mới qua đó uh, người ta đi ở ngoài trời này kia mới bị như vậy ago, đây là chuyện xảy ra là hai tuần trước rồi đó À, theo ông doctor này thì ông nói ở trên đài mọi người cũng thấy từ sớm giờ nhiều đài khác nhau họ báo cho biết là số người chết có thể tăng lên là 200.000 người chết vào tháng 9 này kia đó, ở trên nước Mỹ. So better, better be careful about this. Rất là nguy hiểm nha, corona vẫn còn, no trên không thay đổi gì cả. Còn đây là của đài họ chiếu cho mình xem nha. Okay. à, ngay bây giờ không còn bao nhiêu giờ để em sẽ check uh, uh, log vô system check cho mọi người uh, biết chuyện uh, tiểu bang xảy ra trên nước mỹ coronavirus nha I, 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 không còn gì à, ai mà những ai mà viết uh, tiểu bang nào mà cần biết đó, thì à, hồi sớm đã ghi rồi thì em check uh, những tiểu bang đó nha còn uh, chỗ nào khác hơn nữa đọc được đó ok nói gì o o running à, để Andy coi coi ai giết cái chỗ nào Andy ghi xuống trước khi là vô trong system nha khoảng không bị lag like. Hà Nguyễn giết xuống uh, Andy ngày mới vui vẻ à, uh, nha thì chào uh, buổi sáng Hà Nguyễn nha <laughs> Anh An Lương viết xuống chào Andy chúc uh, vui vẻ mỗi ngày cảm ơn uh, Lương nha chào buổi sáng à, trứng đoàn viết xuống nên để họ chiếm thêm vài nơi nữa đi và chính phủ cũng không nên tái chiếm uh, lại ngay rồi sẽ có kết quả tuyệt vời. <laughs> Ok, uh, John Tang viết xuống là chào Andy và cả nhà vui vẻ cho biết Chicago and Indiana. Ok, John Tang, I got you. Để uh, Andy ghi xuống nha. Chicago và Indiana, got it. Ok. Uh, anh An Lương viết xuống uh, coronavirus vẫn còn nên đeo khẩu trang và rửa tay để bảo vệ chính mình gia đình mình thanks yes Pro vẫn còn đó. tiểu hiền ok đây là của đài họ báo cho mình biết Coral virus ở trên nước mỹ và trên thế giới ngày hôm nay như thế nào andy sẽ trả lời những à, cái chỗ tiểu bang mà mọi người hỏi từ sớm tới giờ đó trước khi trả lời tiểu bang thì andy xin nhắc à, cho mọi người biết luôn là ở trên thế giới hiện tại ngày hôm nay về coronavirus số người chết là có 424.845 người đã bị chết về coronavirus ở trên thế giới số người bị nhiễm coronavirus trên thế giới là có 7.641.384 người đã bị nhiễm uh, coronavirus và 213 nước trên thế giới đã bị nhiễm ha hồ on đây là riêng ở nước mỹ nha nước mỹ ngày hôm nay họ báo cho biết là có 2.099.146 người đã bị nhiễm coronavirus trên nước Mỹ. Số người chết vì coronavirus ở trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ là 116.252 người đã bị chết vì coronavirus trên nước Mỹ. Recover hết bệnh đó, đã là có 818 người, 818.000 nha. À, 235 người đã hết bệnh, 818.000 người. 235 người đã hết bệnh ha Chị corona và sở nước Mỹ Ok Ok, người đầu tiên hỏi ở trên nước Mỹ uh, như thế nào Đó là Trưng Nguyễn hỏi ở Hawaii Ok, let's go Hawaii nhé. qua cũng có người hỏi ở Hawaii Hôm nay cũng có ha Hawaii ngày hôm nay họ báo cho biết là họ mở cửa là hết rồi từ những chỗ văn phòng cho tới tiệm cắt tóc, tiệm làm nail, tiệm massage, chỗ phạt rồi chỗ pool, chỗ hồ bơi, rồi chỗ kem rau, à, cắm chạy này kia đó và chỗ tập thể thao cũng mở cửa trả lời nhà hàng cũng mở cửa luôn ha. À, đây là Hawaii nha, họ báo cho mình biết ở bên Hawaii có 692 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó số người bị chết về coronavirus chỉ có mười người thôi ngày hôm qua không có tăng thêm người nào chết cũng không tăng thêm người bệnh nha. Why right, đã it? À, Lộc Nguyễn hỏi ở New Jersey, hoan let me check. À, coi có ai hỏi New Jersey nữa không nha? Chỉ có một mình là Lộc Nguyễn nha. Who cares New Jersey? Ok, New Jersey ngày hôm nay họ báo cho mình biết họ đã mở cửa lại rồi. Đây là cái chỗ mà họ cho mở cửa thôi nha. Và họ nói luôn đó là uh, vào uh, tháng 6 ngày 9 Tây mới vừa qua đó họ mở cửa những chỗ này. Họ nói là ngày 15 cho tới ngày 17 Tây họ sẽ báo thêm những chỗ cho mình mở cửa nữa. Uh, ra sao ra sao. Uh, thì ngay bây giờ đây là những gì họ mở cửa right now. Ngay bây giờ thôi. Uh, chỗ chơi góp. À, outdoor, à, ở ngoài trời, rồi à, những bãi biển, xây dựng, rồi những chỗ bán quần áo, thì họ cho là sai pick up, order, rồi lại lấy đi thôi, chứ không cho vô trong tiệm. Đó là những gì họ cho mở cửa ngay bây giờ. Họ nói kế tiếp nữa, họ sẽ cho mở cửa là họ sẽ báo cho biết vào ngày 15, 16, 17 Tây này kia, à, tháng 6, là họ nói là daycare, những cái chỗ giữ mấy đương nít, rồi những chỗ... À, Họ bán quần áo thì họ sẽ coi coi có cho mở cửa hay không rồi nhà hàng này kia đó thì họ nói vào 16 17 tây họ sẽ báo cho biết về chuyện này. New Jersey ngày hôm nay họ báo cho biết là có 168.204 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị chết vì coronavirus ở bên New Jersey hổng rày đó là có 12.552 người, ngày hôm qua không tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người bệnh ha. Okay, that's what we got. À, chị Sáu hỏi ở bên Florida. Okay, let's see Florida. Okay, có mình chị Sáu hỏi bên Florida thôi nha. Here we go, let's go Florida. Florida, ngày hôm nay họ báo cho biết họ đã mở cửa lại rồi. À, ở bên đó rất là nhiều chỗ ở bên Florida. Và cũng à, họ nói luôn là cảnh báo đỏ bên Florida đó. OK, đây là bên Florida những chỗ họ mở cửa ngay bây giờ là như vậy. À, Nhà hàng, quán bar, à, đa số ở trong thành phố họ đã cho mở cửa trở lại. Chỗ bán quần áo cho mở cửa trở lại hết rồi. Bãi biển, chỗ đi bộ, tập thể thao, nhà thờ đều cho mở cửa lại hết. À, những cái chỗ mà à, bán quần áo, coi phim ở ngoài trời hoặc là những cái concert chơi bowling này, này nọ thì họ nói tùy theo thành phố. Họ cho mở cửa trở lại không phải hết tất cả trong thành phố cho mở cửa trở lại nha. Dây tiệm uh, cắt tóc, tiệm làm nail, tiệm massage, tiệm uh, tanning uh, cho da đen đen đó thì uh, họ cũng cho mở cửa trở lại rồi, rất là nhiều ở trong thành phố cho nên đa số ở bên đó đã cho mở cửa trở lại. Ngày hôm nay Florida họ báo cho biết là cảnh báo đỏ ở bên Florida. Số người bị nhiễm coronavirus ở bên Florida hổng rài đó là có 70.971 người số người bị nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 1.902 người. Số người bị chết vì coronavirus ở bên Florida là có 2.881 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 30 người nữa. Ok, đã xem Florida nha. US Good hỏi ở bên Nebraska. Nebraska. Ok Nebraska, ngày hôm nay họ báo cho biết đã mở cửa lại à, rất là nhiều bên đó, đa số họ mở cửa lại và họ nói luôn nếu mà nặng thì họ sẽ đóng cửa, họ bớt xuống, ngay bây giờ thì họ đang mở cửa nha. Đây là những chỗ họ cho mở cửa ngay bây giờ. Nhà thờ, à, quán bar, à, rồi à, quán bar thì họ nói là tùy theo khu họ cho mở cửa, nhà thờ thì cho mở cửa hết, à, sợ thú, rồi à, chỗ coi phim thì họ nói tùy theo cái khu ở bên đó giống như cái chỗ uh, thành phố nào thành phố nào họ cho mở cửa chứ không phải hết tất cả cho mở cửa và những chỗ bơi lội này kia đó thì uh, họ nói uh, đa số là họ cho mở cửa trong thành phố rồi tiệm cắt tóc tiệm làm nail, tiệm sơn móng tay tiệm làm xăm tay cả luôn tiệm massage hiện tại ngay bây giờ cho mở cửa cho 85% món ly trong những cái tiệm nha ai ở bên uh, Nebraska phải để ý mấy chuyện này đó À, giống như họ nói bao nhiêu phần bao nhiêu phần á thì là vậy ngày hôm nay họ báo cho biết là Braska là bị cảnh báo đỏ bên đó số người chết về coronavirus bên đó là có 16.315 người và mới vừa qua nữa là họ tăng thêm số người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có 290 người rồi thêm và cái số người bị, uh, bị chết hold on real fast nha đợi họ update một cái mới được bây giờ họ đang update Đợi chút xíu nha. Ok, đây là họ update mới nhất ở bên Nebraska. Họ báo cho biết nha. Số người bị nhiễm coronavirus bên đó là có 16.319 người. Wow, sao tăng lên 4 người rồi đó. Và họ nói cái số người bị nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 290 người đã bị nhiễm vì coronavirus nha. Còn số người bị chết vì coronavirus bên đó hỏng rài đó là có 212 người. Và yeah, số người bị nhiễm thêm nữa đó, uh, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đó, là 17 người nữa. Hồi nãy có 13 giờ lên 17 rồi. There you go. Họ báo cho biết là đó ở bên Nebraska nha. Ok, uh, UT Ma hỏi ở bên Washington, Texas, uh, Alabama. Hold oh, on, let me see. Uh, đầu tiên là uh, Washington nha. Uh, UT Ma hỏi ở bên Washington à, băng nguyễn à, cũng hỏi ở bên washington ha garrett washington here we go Washington họ báo cho ông biết ngày hôm nay đã mở cửa lại rất là nhiều ở bên đó rồi. Đây là những chỗ họ mở cửa ngay bây giờ nha. Họ nói giống như À, đa số là họ mở cửa chỗ nào chỗ nào đó Thì họ báo cho biết như vậy à, Chỗ steak park, chỗ câu cá, chỗ uh, chơi góp, chỗ tập thể thao à, Đa số ở trong thành phố, uh, nhiều thành phố khác nhau đã cho mở cửa Những chỗ uh, bán quần áo này kia đó Ngay bây giờ họ nói là chỉ cho size pick up thôi Là order lại lấy đi thôi Chứ không cho vô trong tiệm nha Ngay bây giờ họ báo như vậy À, rồi à, những cái chỗ mà nhà thờ này nọ đó thì họ nói ấy cũng cho mở cửa trả lời như mà à, phải limit và đeo khẩu trang kia vô trong nhà thờ ha Những cái chỗ nhà hàng này kia thì họ nói một mớ nhà hàng đã cho mở cửa trả lời ở bên Washington State à, Và những tiệm cắt tóc, làm neo, massage, xăm tay Rồi cả luôn cắt tóc cho những con pet này kia Rồi cả luôn uh, tanning đó, uh, cho màu da đen đen này kia đó thì họ cũng nói là cho mở cửa lại một mới trong thành phố ngày 17 tây họ sẽ báo thêm à, mở cửa như thế nào và họ nói những cái tiệm cắt cốc làm nail massage này nọ họ chỉ cho là 65 phần trăm max trong những cái tiệm thôi đó và xây dựng họ cũng cho mở cửa lại rồi à, đó là vậy nha Washington hiện tại ngày hôm nay họ báo cho biết là có 25.759 người đã bị nhiễm coronavirus mình đó số người bị chết vì corona tổng rài là có 1.199 người à, ngày hôm qua không tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người bệnh ha Ok, đã uh, xin washington Yutima hỏi uh, này kia ở bên đó rồi uh, cũng Yutima hỏi thêm là ở texas uh, julie nguyễn cũng hỏi ở texas nha let me see nobody else that's it uh, julie ở uh, hỏi ở bên texas here we go Texas ngày hôm nay họ báo cho mình biết á, là đã mở cửa lại hết trơn rồi, ở Texas mở hết trơn rồi, chỗ mình ở này đó, thì uh, mở cửa nhưng mà số người bị nhiễm coronavirus mọi người cũng thấy đài, họ báo cho biết nó tăng đó, ngay bây giờ họ nói cho biết mở cửa thì mở cửa nhưng mà giới tỷ như mà chỗ nào tăng quá thì họ sẽ đóng cửa đó, ngay bây giờ tất cả từ tiệm nail, tiệm tóc, massage này kia đó là họ cho mở cửa lại hết, giống như từ chơi skate rồi uh, water park này nọ là mở cửa lại hết ngay bây giờ thì họ báo cho biết bên Texas là có 83.457 người đã bị nhiễm coronavirus và số người bị chết vì coronavirus ở bên Texas là có 1.945 người đã bị nhiễm rồi chết luôn đó về coronavirus ở Texas nha. Oh, Alabama, Utima hỏi thêm ở Alabama. Ok, Alabama. Alabama ngày hôm nay họ báo cho biết họ đã mở cửa lại một mớ, đây là những chỗ họ mở cửa ngay bây giờ. Thì khi nào họ mở cửa thêm nữa ngày 17, ngày 9 tây họ sẽ báo cho biết thêm ha. À, những bãi biển, à, chỗ tập thể thao, chỗ bán quần áo, nhà hàng, quán bar, quán rượu, à, cả luôn tiệm cắt tóc, tiệm làm nail, tiệm massage, tiệm xăm tay, à trỏ đôi bông luôn thì cũng cho mở cửa trở lại à, ngay bây giờ ở bên Alabama. Alabama ngày hôm nay họ báo cho biết là có 22.845 người đã bị nhiễm coronavirus và bên đó số người bị chết hổng rài về coronavirus là có 755 người. Ngày hôm qua không tăng thêm người chết và cũng không tăng thêm người bệnh ha. đài họ báo nha. Ok, anh Nguyễn Uh, hỏi về uh, Pennsylvania. Let me go Pennsylvania ngày hôm nay. ha, Chờ đợi chút xíu họ update nha. Ok, nhà ngày hôm nay họ báo cho biết là họ đã mở cửa lại à, hết rồi rất là nhiều chỗ khác nhau từ tiệm tóc, tiệm nail cho tới à, tiệm spa, họ cũng cho mở cửa nhưng mà mở cửa một phần nào đó trong thành phố thôi chứ không phải mở hết tất cả ở trong thành phố. À, và họ nói chỗ đó thì casino đã cho mở cửa lại một mớ casino và những shopping mall cũng cho mở cửa lại một mớ ha và chỗ chơi góp rồi chỗ câu cá này kia đó thì họ nói là những chỗ đó thì cho mở cửa là hết, bãi biển cũng cho mở cửa là hết nhà hàng thì họ nói là một mớ họ cho mở cửa một mớ chưa cho mở cửa nha đó là vậy Fence nhà ngày hôm nay họ báo cho biết là cảnh báo đỏ bên đó, ngay bây giờ số người bị nhiễm coronavirus bên đó là có 82.389 người đã bị nhiễm và trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua có thêm là 453 người nữa số người bị chết vì coronavirus ở bên Pennsylvania là có 6.243 người số người bị chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 38 người ở bên Pennsylvania ha? À, anh Dương hỏi ở North Carolina cô North cái North Carolina ngày hôm nay đây là cái list của bên North Carolina họ nói cho biết là mở cửa chỗ nào chỗ nào nha à, chỗ bán quần áo nhà hàng à, salon barber shop tattoo và beauty salon à, cộng thêm là massage cộng thêm nail à, chỗ hồ tắm cho mở cửa cho lại đó là những gì họ nói cho mở cửa ngay bây giờ Chào vào ngày 15 tây họ sẽ báo thêm cho mình biết nha North Carolina sách để sao rồi? North Carolina ngày hôm nay họ báo cho biết là có 41.249 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị nhiễm thêm trong vòng 16 tiếng đồng hồ là có 1.679 người. Đó là bên North Carolina nha. Số người chết ở bên đó hổm rài là có 1.106 người. Ngày hôm qua không có tăng thêm người nào chết nữa hết. That in North Carolina. À, Dung trang hỏi ở bên Colorado. Let's go Colorado nha. Colorado ngày hôm nay họ báo cho mình biết là họ mở cửa đây là những chỗ họ mở cửa nha. Họ nói tới ngày 21 tây họ mới báo cho biết thêm mở cửa chỗ nào thêm nữa. Đây là những gì họ báo cho biết mở cửa ngay bây giờ. À, tiệm à, cắt tóc, tiệm làm nail, tiệm massage, à, tiệm xăm tay, rồi cả luôn à, tiệm mà à, cỏ đồ bông này kia đó, à, làm nail này nọ đã cho mở cửa trả lời từ 60 cho tới 65 phần là trong tiệm nó chỉ cho 60 tới 65 phần trăm thôi nha. Những chỗ bán quần áo họ đã cho mở cửa trả lời văn phòng À, làm việc cũng cho mở cửa trở lại kem à, rau những chỗ mà camping này nọ đó à, và những cái hồ bơi này nọ họ cũng cho mở cửa nhà hàng cũng cho mở cửa limit mình chỉ có từ 60 tới 65% phần à trong những chỗ đó nha. Colorado ngày hôm nay họ báo cho biết là có 28.647 người à, bị à, nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị chết vì coronavirus trở rài đó là có 1.583 người ngày hôm qua không tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người nhiễm Ha. Ok, John Tang hỏi ở Chicago và Indiana. Ok, let's go Chicago nha. Chicago. Chicago ngày hôm nay họ báo cho biết cái list mà họ cho mở cửa ngay bây giờ là vậy nha. Chừng nào họ mở cửa thêm nữa chỗ nào nữa họ sẽ báo thêm. Đây là cái list hiện tại ngay bây giờ thôi. À Tất cả câu cá xuống tàu chơi góp tập thể thao đều cho mở cửa trả lời. À, cắt tóc cho những con thú cưng, cắt tóc cho người lớn, à, họ cũng mở cửa trả lời. Làm neo họ cũng cho, rồi cả luôn làm quát, rồi spa, rồi uh, tattoo xăm tay cũng cho mở cửa trả lời rồi đó. Họ nói là những chỗ này là cho mở cửa lại hết nha. 85% trong những cái tiệm này là cho mở cửa là 65%. Nhà hàng, uh, giấy này nọ thì cho là 85% ở trong đó và những chỗ bán quần áo thì họ nói tùy theo cái người chủ đa số thì họ cho mở cửa nhưng mà cơ sai pick up order lại lấy đi là nhiều không có vô trong tiệm nhiều đó những chỗ văn phòng làm việc này kia cũng cho mở cửa lại ngay bây giờ bên Illinois Chicago Illinois họ báo cho biết là có 130.603 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó số người bị chết vì coronavirus hỗn rài đó là có 6.185 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không có thêm người chết cũng không có thêm người bệnh ha ok let's go to Indiana, right now. Indiana, ngày hôm nay họ báo cho biết là họ cho mở cửa nha đây là cái list họ cho mở cửa rồi cái nào mà họ nói coming soon đó, là cái tiếp đó thì đây là cái list hiện tại cho mở cửa ngay bây giờ thư viện à, chỗ à, coi phim thì họ nói uh, mấy cái đó thì uh, ở nhiều uh, thành phố họ đã cho mở cửa. Văn phòng làm việc đã cho mở cửa trả lời hết rồi. Uh, nhà thơ cũng cho mở cửa trả lời hết á. Uh, nhà hàng, quán ăn thì uh, đều cho mở cửa mà 85% trong những cái quán ăn đó. Và những cái chỗ uh, cắt tóc, uh, đàn ông, đàn bà tattoo, rồi uh, barber shop, rồi nail shop này kia thì họ nói họ cho mở cửa trả lời vậy là 80% ở trong những cái tiệm này và những cái chỗ mà bán quần áo thì họ nói đa số là ở bên tiểu bang thì họ đã cho mở cửa lại hết rồi đa số nhà bên idr nè, đa số rồi và họ nói chỗ tập thể thao chỗ bơi lội và chỗ chơi tennis chơi basketball chơi bóng rổ đó rồi chỗ camera cắm trại đó thì đều đã cho mở cửa lại hết và đây là những chỗ mà họ cho mở cửa Sun là kế tiếp đây đó thì Sun là khi nào ngày 17 tây họ sẽ báo thêm cho mình biết những cái chỗ water park à, những cái chỗ mà trò chơi giống như Six Flags Over Texas này nọ đó, đó thì những chỗ đó thì họ coi là kế tiếp coi có cho mở cửa lại hay không và những quán bar và những nightclub thì họ sẽ check trong chuyện này và museum và chỗ coi cá sợ thú rồi này nọ thì kế lúc đó thì họ sẽ chắc gì chuyện này và những chỗ retail store đó thì họ nói là họ không có cho mở cửa vô trong đó đông người những chỗ bán quần áo đó lúc nào cũng vậy là 65 phần trăm là mát nha ở trong những cái chỗ đó bên India nè ngày hôm nay họ báo cho biết là cảnh báo đỏ ở bên đó và họ cũng nói luôn là họ có thể lấy lời đó có nghĩa là À, những chỗ nào open thì họ có thể đóng cửa cho lại nếu bị nặng quá. Indiana họ báo cho biết là có 39.146 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị nhiễm coronavirus à, trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 398 người ở bên đó. Và cái số người bị chết về coronavirus tổng rài đó là có 2.396 người đã bị chết về coronavirus trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì có thêm là 16 người nữa chết. Ok, đây là của đài họ flash up vào báo cho biết nha. Cái này riêng là của đài họ báo những cái chỗ nặng nè. Sơ cho biết Arizona, là ngày hôm nay họ báo cho biết bên Arizona nè đó. Arizona là có 32.918 người đã bị nhiễm coronavirus và đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua có 1 600 154 người, số người chết hỏng rài là có 1.144 người, số người chết thêm trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 17 người, cho nên Arizona hiện tại ngày hôm nay là cảnh báo đỏ bên đó. Minnesota là một trong những tiểu bang cũng bị cảnh báo đỏ ở bên đó luôn là hỏng rài là có 29.795 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó số người bị nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 479 người số người chết vì coronavirus hỏng rài là có 1.305 người và trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua có thêm là 25 người chết nữa ở bên Minnesota. Maryland là một trong những tiểu bang ở trên nước Mỹ cảnh báo đỏ về coronavirus. Maryland có 60 613 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị nhiễm thêm nữa đó là 416 người uh, trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Số người chết hổng rài là có 2.900 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thêm 25 người chết nữa đó là những cái chỗ mà họ nói cảnh báo đỏ ngày hôm nay đó à, cho mọi người biết thêm đó ok à, đây đó là tất cả những gì mà anh em đã hỏi nha how on will fast à, ăn lương uh, ok em đi đọc bên nói rồi ha à, Minh Hà Nguyễn viết xuống cảm ơn em đi rất nhiều À, bây giờ sắp hết giờ nha đi đọc sơ coi uh, mọi người nào có hỏi uh, tiểu bang nào thì có thể chắc được thì thì chắc cho ha minh hà viết xuống uh, minh hà nguyễn viết xuống cảm ơn uh, andy rất nhiều uh, nhờ có chương trình này giúp chúng tôi những người trình độ anh ngữ hạn chế biết được thêm nhiều tin tức hữu ích uh, không có chi nha uh, Andy sẵn coi tin tức buổi sáng mà coi chung cho vui vậy. Có gì Andy mà dịch lục cuộc lòng hòn. Mong mọi người thông cảm nha. Nhiều khi họ nói một bên mình dịch bên nó cũng lộn xộn lắm. <laughs> thế đâu hay thế đó nha. À, Nguyễn Dung viết xuống. Tôi bảo đảm 100% chịu ở nhà một tháng không ai ra đường hết. Còn bộ nước Mỹ. Chắc à, gần 100% ai. Hold on will fast. Kathy viết uh, xuống xin đợi thông dịch viên đi. Vì Andy dịch không chính xác và nhiều câu không không có hiểu. Yes, Andy đã nói rồi. Andy chỉ dịch là khoảng cái chừng tám phần trăm thôi. Đây là mình nghe những gì họ nói mình dịch lợi thôi chứ không phải là uh, mình uh, đọc trong uh, uh, cái uh, giấy mà họ ghi xuống. Nếu mà trong giấy mà ghi xuống thì cái đó là dễ, còn ngày này mình nghe họ nói thì mình chỉ dịch thẳng là những gì họ nói thôi. Mình dịch khoảng chừng 80% là những gì họ nói, đó là vậy. Cái đó là Andy cũng uh, nói cho uh, mỗi khi làm livestream Andy hay nhắc về chuyện đó đó. À, Andy chỉ dịch là nghe họ nói rồi Andy dịch lại thôi. À, không có phải là dịch từ trong giấy, có nghĩa là người ta viết trong giấy rồi này kia đọc ra, đó là khác. Còn mà dịch mà nghe mà họ nói thì chỉ dịch đúng khoảng chừng, 80% là cao. À, cái đó sự thật là vậy nha. <laughs> Ông Nguyễn Dũng viết xuống à, càng nhớ tiệm càng chết virus. Yeah, bây giờ nó như vậy. Ok, Yutima hỏi thêm ở Cali. Quý really, Andy hồi nãy New York. New York trả lời rồi mà. New York trả lời rồi. Cô nha. California ngày hôm nay họ báo cho biết đây là cái list mà họ nói họ cho mở cửa trả lời đó, à, rồi họ nói kế tiếp nữa họ sẽ cho mở cửa thêm nữa nhưng mà ngày 17 tây họ mới báo thêm cho mình biết mở cửa như thế nào như thế nào. Đây là những chỗ ngay bây giờ họ nói là bên California à, mở cửa nha, những chỗ warehouse văn phòng làm việc, rồi à, những chỗ cắt tóc như những công cắt tóc đàn ông, đàn bà này kia thì họ nói là đa số đã cho mở cửa lại trong thành phố à, và những chỗ bán đồ ăn rồi à, à, nhà hàng thì họ nói một mớ trong thành phố đã cho mở cửa trả lời à, và nhà thờ thì cho mở cửa lại hết hoàn toàn và những chỗ mà retail store đó bán quần áo thì một mớ cho mở cửa một mớ chưa có cho à, đó là vậy ha và họ nói kế tiếp ngày 16 ngày 17 tây họ sẽ báo thêm cho mình biết như thế nào như thế nào và họ nói cái list mà họ sẽ đưa ra vào ngày 17 Tây có lẽ là những cái chỗ giống như casino, rồi museum, gallery, rồi cộng thêm là sở thú, rồi chỗ coi cá, rồi chỗ bowling, arcade, mini golf, rồi quán bar, rồi tập thể thao, rồi những cái đài TV production này nọ. Thì họ nói là có lẽ là lúc đó là họ cho mở lợi thêm nhiều nữa. Thì đó là như vậy ở bên California. California ngày hôm nay họ báo cho biết là có 143.505 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó Số người bị chết vì coronavirus bên California hôm rài là có 4.941 người bị chết ở bên uh, Cali Ngày hôm qua không có tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người bệnh Đó là theo của đài họ báo cho biết vậy đó Ok đó là của đài họ báo cho biết nha uh, À, tới đây là Andy phải à, tạm ngừng đó. Ngay bây giờ họ báo cho biết mình đã hết giờ rồi. À, chúc tất cả anh chị em có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe nha. I'm out time right now. À, có gì thì hẹn gặp mọi người lần sau ha. Chúc tất cả mọi người vui vẻ và mạnh khỏe. Take care everyone. Bye bye.